Thủ lĩnh chính trị Ismail Haniyeh của phong trào Hồi giáo Hamas đã bị ám sát vào rạng sáng ngày 31 tháng 7 tại thủ đô Tehran của Iran. Thông tin đã được cả Hamas và lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran xác nhận. Phong trào Hamas tuyên bố vụ tấn công ám sát ông Haniyeh là một hành động leo thang nghiêm trọng trong xung đột hiện nay ở dải Gaza và sẽ không đạt được mục đích của mình. Hamas sẽ vẫn tiếp tục đi theo con đường đã lựa chọn. Cùng ngày, Tổng thống chính quyền Palestine Mahmoud Abbas đã cực lực lên án vụ sát hại ông Haniyeh. Trong một tuyên bố chung, các phe nhóm Hồi giáo và dân tộc Palestine cũng kêu gọi tiến hành tổng đình công và biểu tình quy mô lớn. Theo thông báo của lực lượng vệ binh cách mạng Iran, ông Haniyeh bị ám sát ở nơi chỉ vài giờ sau khi dự lễ tuyên thệ nhậm chức của tân Tổng thống Iran ở Tehran. Hiện lực lượng này đang tiến hành điều tra vụ việc. Ông Haniyeh trở thành thủ lĩnh của phong trào chính trị Hamas từ năm 2017 và hiện sống chủ yếu ở Thổ Nhĩ Kỳ và Qatar. Ông cũng là một bên tham gia đàm phán với Israel trong thời gian qua. Diễn biến mới nhất nói trên diễn ra chưa đầy 24 giờ sau khi quân đội Israel tuyên bố tiêu diệt một chỉ huy vũ trang của phong trào Hezbollah mà Israel cáo buộc đứng sau vụ nã rocket vào cao nguyên Golan chiếm đóng, khiến 12 trẻ em Israel thiệt mạng cuối tuần qua.